chưa? Mạng hơi kém. Em bật 3G chưa? Thưa các bạn, tôi đang đi đến mỏ đá để trực tiếp gặp ông Cao Đình Người để đối chất về sự việc kho báu. Đây là chặng đường sắp đến nơi mà kho báu, nơi để đặt vị trí kho báu. Cho nên tôi quay trước để các bạn cùng tôi tham quan cái cảnh vật ở nơi này. Ở đây là một hệ thống núi đá, và như tôi được biết, cái được biết thông tin này là do tôi xin lỗi để tôi bí mật ở cái thông tin là vì sao tôi biết, mà là ở cái huyện này, hệ thống núi đá này chôn cất rất nhiều vàng bạc, chôn cất rất nhiều, còn lại một số các hệ, tức là còn lại hệ thống các kho báu chưa được khai quật. Tôi muốn làm sáng tỏ kho báu này để tôi còn được cái may mắn giúp đỡ nhà nước khai quật các kho báu còn lại ở trên khu vực này. Đấy là nguyện vọng của tôi và thầy trò. Em bảo tiến đi nhanh đi. Hôm nay đi chỉ có thầy trò tôi thôi và vợ chồng thầy trò tôi, chứ không có thêm những người khách nào ở trên cộng đồng mạng. Các bạn hãy dõi theo tôi để đối chất, để cùng tôi đối chất với ông Cao Đình Ngời. Như lúc nãy trên đường đi, trên đường vào đây tôi có nhìn thấy xe của ông ấy đi ra, nhưng tôi không biết ông ấy có đi trên xe đấy không. Hy vọng ông ấy ở lại để đối chất với tôi. Không, đi lên, cứ để cho Tiến đi dẫn đầu đi. Và Tiến đi đi thẳng đến đấy luôn đi. Vào quán cơm đã. Cứ vào quán cơm, vào quán cơm. Một cần hỏi ủy ban nữa. Hôm nay tôi sẽ làm rõ hai sự việc. Một là đối chất với ông Cao Đình Ngời, hai là gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo của công an huyện Lương Sơn. Vì sao ông ấy dám đưa ra quyết định khi không lấy thông tin và không có sự có mặt của tôi, mà ông ấy đưa ra một cái lời khẳng định là mọi cái thông tin này là gọi là không có thật. Đây là một hành động làm việc rất tắc trách, tôi phải đối diện. Mục đích mà tôi tìm kho báu đó là, thứ nhất là trọng trách của tôi. Tôi phải tìm tất cả các kho báu trên đất nước Việt Nam để đẩy mạnh kinh tế Việt Nam. Tôi không mưu cầu, tôi nhắc lại, thầy trò tôi, vợ chồng tôi không mưu cầu bất cứ một thứ gì trong hệ thống kho báu nếu như tôi được phép khai quật. Tôi xin nhắc lại, tôi không có mưu cầu gì hết. Đó chỉ là mục đích của tôi, chỉ là giúp đất nước mà thôi. Tôi cùng vợ và học trò đang đến gần đến mỏ đá đấy rồi. Tôi sẽ rẽ vào quán cơm nơi mà vợ chồng tôi cùng các học trò ăn uống trong mấy ngày mà chúng tôi vào đây. Để tôi gửi xe là một, thứ hai nữa cũng hỏi một số cái thông tin về cái vị trí đặt ở công an huyện này, nó đặt ở đâu để tôi gặp. Ôi chết. Em tắt máy đi chưa? Tắt đi nhá. Thôi được, cứ để mấy em không biết người không. Và nếu mà người nhà đang xem này thì xin thông báo là đừng gọi điện, tại vì gọi điện nó sẽ bị gián đoạn. Đây rồi, mỏ đá Lộc Môn đây rồi. Bây giờ là vào quán cơm nơi thầy trò vợ chồng tôi hay ăn ở đây. Sao tôi còn thiếu toàn thiếu gì? Đâu? Ông kia đúng không? Ông nào? Ông kia là ông chú. Ông đâu? Không phải. Không phải.
đang được truyền hình trực tiếp, cho nên mọi thứ chúng ta nên trao đổi thẳng thắn và cụ thể, chân thật, mọi thông tin đưa ra nên chân thật. Hỏi chị một vài điều này. Hôm trước cái cậu là taxi này, cậu ấy chở học trò đến đây, sau có bán cơm thì chị có nói với cậu một thông tin là buổi tối là cứ thấy có một cái vong nó bay qua, tức là một vong nữ bay qua bay lại ở đây, đúng không ạ? Có gì nói chuyện. Vâng, vâng. Vâng. Thực ra đấy là vong trinh nữ. Nó chấn em ngắt lời nhá. Vâng, vâng. Cái bà ấy nằm gạch ở trước kia, bà ấy bảo là bà ấy đang nằm gạch mà có một cái vong con gái. Và có lúc bên bên đứng bên bà ấy thì bà ấy có nói rằng là chúng tôi chỉ là người đi làm thuê thôi, thì có gì thì thiếu sót gì thì yêu cầu hỏi chú, chúng tôi chỉ làm thuê thôi. Thế buổi tối hôm, buổi tối hôm mấy bạn đông người ở đây ấy, tức là hôm đấy là hôm khai quật được, thì ông ấy khai quật ở bên trong, đẩy vợ chồng tôi ra ngoài ăn cơm ở trong khai quật. Ngoài lúc đấy thì khoảng gần bây giờ là lúc đấy là từ 7 giờ, từ 7 giờ khai quật là thôi đâu, 7 giờ nó ra đây rồi, ăn vội làm mất phở thôi. Vâng, vâng. Thế là mất phở anh chị ra đây ngồi là coi như là uống một chai bia thôi. Lúc đấy là lúc đấy là ở dưới kia, đi xuống dưới kia cứ quanh quẩn ở đây không biết làm nào, tại vì đi cứ vừa đi vừa gọi vừa thông báo lên trên mạng để kéo chính quyền với lại nhà báo vào cuộc. Trong em vào gọi người dân ra đây, mọi người ra đây, em cứ gọi ra đây xong rồi em vào. Hình như lúc nãy thấy xe của ông ấy đi ra rồi, không biết là ông còn ở đây không. Ông bảo từ đầu tiên đi, bảo chính quyền ở đây. Bây giờ gặp ông sau đó lên lên gặp chính quyền, ủy ban, à cái công an huyện ở đây nó nằm ở đâu ạ? Công an huyện nằm ở đâu ạ? Công an huyện nằm ở Minh Sơn. Tức là bây giờ lên dưới chợ bến. Cách đây sao ạ? Cách đây. Thầy đây. Biết chứ, khi mà đăng lên mạng, khi mình đăng lên mạng là mọi người đây biết ngay. Mình ngay chia sẻ đây. Vâng, đây mà gọi mọi người vào, sau đó bây giờ đây là ông thầy giáo là ở trên chỗ thành lập chưa? Hay thành lập xuống đây để đây là hai thầy giáo ấy. Tôi xem trên mạng này xuống thế hỏi. À vâng, vâng. Cháu cũng rất muốn là mọi người quan tâm thì hay là bảo là coi nhà thầy đến đây. Hai ông ở trên kia xuống đây bảo hỏi thăm gì đấy. Vâng. Cháu rất muốn là mọi người cùng với thầy trò cháu để làm sáng tỏ cái việc này. Vì cái việc này nó rất lớn. Khổ quá chứ. Cái kho báu này vì sao không ai khai thác được, vì không ai chấn áp được cái vong trinh nữ này. Khi tôi xuống đây tôi chấn áp được đó thì lúc đấy mới tìm được vào đến nơi. Bây giờ chỉ cần như thế này, ông ngời ông ấy mở cửa cho mình vào, tôi dẫn mọi người vào tận cái hàng đấy và chỉ mọi cái dấu vết của vết tích của vàng vàng ở đấy. Bây giờ mà cứ dân kéo vào là kiểu gì đó? Ông cũng phải cho vào, đây là ông đang đối diện với cả dư luận cả nước, chứ không phải chỉ riêng ở đây đâu. Chưa giả bây giờ có công an bây giờ phải đi báo công an khu vực này, công an huyện ra đây làm có sự kiện đấy, có thầy đến đây sẽ là giám đốc công an.
yêu cầu phải cho vào là người ta phải cho vào. Ấn phong sát là sao? Có một xương. Xương là nó, cứ lấy cái kho báu đây này. Đây là có cái hang nhà trẻ. Tất cả mọi người đây trong biết cái hang nhà trẻ nó sâu dưới này. Thì ở đây còn là cái hang hút. Vâng ạ, thì ở đến đoạn cuối hang ấy, nó có một tảng đá nó chắn ở đấy rồi. Đấy là do ngày xưa người ta trôn xong người ta lấy cái tảng đá người ta chắn được xuống. Thế là ở đây, bây giờ em muốn gặp ông gặp luôn thầy, thầy vào đây này. Nào hàng ấy, để vào hàng này. Rồi em xuống luôn nhá. Cho nên mới vào được, nếu không ở trên xuống rồi. Xuống quán nhanh, thầy đang ở đây. Do là vào rồi, nó có các cái hòn đá, nó kê, mũi tên, chỉ chỗ mũi tên, bốn nơi cơ mà. Bốn nơi chuẩn đất vào đây, có bốn hòm vàng, một hòm to với ba hòm nhỏ. Nó rất cụ thể luôn. Đó rồi. Ông có xuống ạ. Trước là xuống đây ngoài. Mình đây, toàn thế này này. Tôi chẳng biết đâu chị. Tôi còn nghe thông tin là gần đây có một quả bóng nữa. Tôi rất muốn để đấy để bắt ma thôi. Thẩm định xem là có hay không. Và nếu như ai là người đứng ra khai thác, tôi sẽ xuống đây để khai thác quả bóng. Và bên đây, như có một người ở trên mạng nói là gần đây có một kho được. Mà Trung Quốc, người Việt Nam đã về đây một tháng mà không tìm thấy. Thì lát nữa tôi sẽ sang đấy xem nào. Và ai là người đứng ra khai thác, tôi sẽ là người giúp. Vừa vào được khoảng độ tầm 50 phút thôi. Các bạn muốn gặp chính quyền. Vàng ở đây nó không phải là vàng cám hay vàng gì đâu mà nó vàng thỏi, nó là vàng thỏi, hình chữ nhật này. Vàng thỏi nhá. Vâng ạ. Muốn gặp lên chủ quyền. Lên xã đây kìa. Thế thì em lên xã đi. Để bắt cái này. Lên xã ở đây. Đây là học trò. Thầy ơi, thầy đang chỉ được học hôm nay thôi. Đã tiếp cận tận nơi rồi ạ. Nó chỉ dưới một lớp đất thế thôi thì ông ấy đẩy hai vợ chồng ra ngoài, ông bảo đi ăn đi xong về và khai thác. Thế là ông ấy chặn đường luôn, ông không cho vào. Nó chỉ lúc đấy nó vào đến tận nơi và vàng nó chỉ sau một lớp đất thôi, sau một lớp đất. Không. Về giúp người ta phần âm xong thì người ta mới nói là có kho báu ở đây. Và ông ấy nhờ tìm giúp. Thì tôi cũng có ngay từ đầu đã phải nói luôn, giao ước luôn với ông là nếu như tìm thấy là phải báo chính quyền. Là phải báo chính quyền. Nhưng mà ông ấy đẩy ra khỏi cuộc thì tìm được. Sao ạ? Đây, đang đi ra rồi, đang đi đây rồi. Bây giờ đi để mời công an xã xuống đây để đưa vào. Tôi sẽ đưa mọi người vào tận nơi, chỉ rõ mọi cái dấu vết ở đấy. Và tận nơi trong hàng này. Bạn cứ quay đi, bạn cứ quay. Hả? Có cứ phải quay từ đầu đến cuối chứ. Quay anh. Thưa các bạn cộng đồng mạng, tôi đang có mặt cổng cái mỏ đá là ở đây. Và mọi người dân hiếu kỳ và quan tâm cũng đang có mặt ở đây. Em quay đây. Tôi
tôi nhắc lại, mọi người hãy đồng hành cùng thầy trò tôi, vợ chồng tôi để làm sáng tỏ vụ này, làm sáng tỏ sự việc này để truy thu lại số vàng cho nhà nước. Và tôi nhắc lại, tôi luôn luôn đối mặt với bất cứ một ai, tôi không sợ, tôi không ngại, vì tôi đang làm đúng và mọi việc tôi nói ra là chính xác. Mọi người hãy theo dõi cùng tôi. Được rồi. Tắt đi. Thưa các bạn, tôi sợ cái lượng pin nó sẽ không đủ để quay đến cái sự việc. Tôi đang đi mời học trò, tôi đang đi mời công an xã đến đây để đưa thầy trò tôi cùng với những người dân để vào thực địa. Đưa những người dân để vào thực địa. Tôi sẽ đưa mọi người đến tận nơi. Đến tận nơi. Còn bây giờ tôi xin phép để phải tắt. Nếu như cứ như này lát đưa đến cái đoạn nó gọi là gây cấn và hấp dẫn thì lúc đó các bạn lại không được xem, vì lúc đấy hết pin để phục vụ các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại trong vài phút nữa.